40. Thư trả lời cư sĩ Hít Châu Nam Phố, năm Dân Quốc 20, 1931. Chú Đại Bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đạt mất chí hướng vãng sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy bản thân ông chắc chắn thật sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm lạm thánh bộp chộp lầm lạc khoe khoang rỗng tuếch, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Bế quan tu hành tùy tốt, nhưng tại gia cố nhiên nên tùy duyên tùy phận, tự hành dạy người là hợp với cần cờ nhất. Cần gì coi trọng bế quan, nếu vướng bận gia đình mà cưỡng muốn bế quan sẽ đâm ra trở thành chướng ngại. Nếu nói bàn sẵn thứ quý báu bí mật, tức là chẳng biết pháp môn tịnh độ chọn chẳng có gì là bí mật. Nếu có bí mật, chuyển miệng trao ngầm bằng tâm, cạn lòng thành tận lòng kính, chính là bí pháp vô thượng để học Phật. Hãy nên nói với mọi người, chẳng nỗ lực nơi pháp này chính là bỏ gốc theo ngọn vậy. Điển thành tà ma ngoại đạo chẳng phải là con Phật. Mật tông thì có bí truyền nhưng chẳng thẳng, chóng, ổn thỏa, thích đáng bằng tịnh độ. Ông sẽ lấy những lời lẽ lớn lối thành Phật ngay nơi thân này, làm điều tự mong mà phải cậy vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh. Nếu muốn thành Phật ngay nơi thân này, sợ rằng Phật chẳng thể thành mà cũng chẳng được vãng sanh, đôi đẳng đều thành không, đáng lo lắm. Châu Hoa Lệ, Hoa Tùng đã dốc sức tu tịnh nghiệp, đấy là trước đã có thiện căn tịnh độ, nay đã pháp danh cho hai người ấy. Hoa Lệ pháp danh là Huệ Vinh, Hoa Tùng pháp danh là Huệ Trình. Trí huệ sáng dạng thì có thể tự lợi lợi tha, trí huệ kiên trình thì chắc là chẳng đến nỗi bị những tư tưởng khác lạ giở động. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, coi pháp môn tịnh độ là lười nhác, muốn đường theo các pháp môn thâm diệu cậy vào tự lực hoặc được lợi ích lớn lao, rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc cũng chẳng thể thực hiện trọn khắc, bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụ. Người thông minh 10 kẻ hết 9 phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ tri kiến ấy, lại còn giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, rất lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chính là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Xin đem lời này đưa cho họ xem. 41. Thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã thọ giới, đã có văn sao ra ngôn lục, hãy nương theo đó tu trì mới hỏng khỏi phụ bạc cuộc đời này. Cần gì phải họ đạo nơi minh sư chi nữa? Phải biết, Phật pháp ví như biển cả, ai có thể một bước đạp đến tận đáy, một miệng hút sạch được. Chỉ nương theo tín nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật thì chắc chắn sẽ có thể cậy vào Phật tử lực lấy nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã được liễu sanh thoát tử, siêu vàng nhập thánh. Pháp này chính là vô thượng đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thầy, dù phàm hay thánh. Nếu chẳng chuyên tu pháp này mà muốn liễu sanh tử bằng các pháp môn như thiền hay giáo hay mật hay luật, đừng nói là đời này chẳng được liễu thoát, thật sợ rằng ngàn đời vạn kiếp vẫn khó liễu thoát. Do các pháp môn ấy đều phải đoạn hết sạch phiền não thì mới có phần được liễu sanh tử. Ông nói, gửi thư qua lại hồng được chỉ dạy rõ ràng con đường tránh cho hết thảy chuyện tu hành, thì văn sao ra ngôn lục há chẳng phải đã chỉ ra con đường rồi ư? Chỉ cần nương theo đó mà tu là được rồi, cần gì phải dùng thư từ để chỉ đi dạy lại nữa. Các sách như văn sao vân vân ông còn chẳng y theo, làm sao có thể dùng thư từ để hỏi lại nói lại được. Hóa ra ông chỉ chịu nương theo lời nói ít ỏi nhất. Nếu ông y theo văn sao tu hành, đảm bảo vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu ngoài pháp này ra mà muốn đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử thật sự, dù có mơ cũng mơ chẳng được. Ông chịu tuân theo lời tôi, tức là chẳng khác gì quy y, cũng không cần phải đặt pháp danh mới là quy y vậy. Phàm nêu tên người trên, do chẳng dám gọi thẳng tên họ người ta ra nên mới nói là thượng ích hạ y. Ông tự xưng pháp danh mà cũng nói là thượng thường hạ lạc thì thành ra ăn nói nhảm nhí, tự cao tự đại, không thể không biết điều này. Quang đã già rồi, chẳng thể thường trả lời thư ông, chớ thường gửi thư đến nữa. Nếu muốn đọc kinh sách nên thỉnh nơi Hoàng Hóa Xã.
42. Thư gửi cư sĩ La Thế Phương, năm Dân Quốc 20, 1931. Giữa tháng 8, đại sư Liễu Nguyện từ Phước Châu đến, nói cư sĩ là con em nhà giàu có, tuổi chớm đôi mươi, chẳng bận lòng về thanh sắc của cải, khá thích Phật pháp, tiếc chưa gặp được bậc tri thức chân thật, xin tôi gửi thư, cũng như gửi cho ông tất cả những sách quan trọng đã được lưu thông, ngõ hầu ông hiểu được đường nẻo, quang bằng lòng. Rồi nghĩ người ta chưa từng viết thư cho mình gửi thư ngay cho người ta, chắc họ sẽ nghĩ mình tính dựa dẫm nên chưa gửi. Gần đây thầy ấy từ Thượng Hải đến nói, ông cho thầy ấy biết. Quang chưa gửi thư cho ông, lại còn xin Quang gửi thư, do vậy chẳng thể không viết thư cho ông. Người quy y ở Phước Châu có 30-40 vị, Quang tuyệt đối chẳng vô cớ gửi thư cho họ, cũng chẳng quên mộ họ làm công đức, chỉ có Lạc Hành Đoàn nhiều lần thỉnh sách là có gửi thư qua lại. Ngoài ra, đều chỉ là do họ xin quy y, Quang bèn gửi thư trả lời dặn dò mà thôi. Còn người đức hạnh sung mãn lập được sự nghiệp, đầu mối là do lúc thiếu niên có lập được chí hay không, ông sanh trưởng trong nhà giàu có nên hết lòng bỏ sạch tập khí phú quý thì mới có phần học đạo liễu sanh tử. Nếu không thanh sắc của cải, bạn bè ăn nhậu ta vậy thừa cơ chen vào, tùy mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ nhưng chẳng thể được. Muốn học Phật pháp trước hết phải tận hết chức trách bổn phận của chính mình, nếu không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Dù có học Phật pháp cũng khó được lợi ích lớn lao, bởi tâm địa chưa được lương thiện vậy. Nếu làm được những điều như vừa nói trên đây thì gọi là thiện nhân, như nền tảng kiên cố, lầu cao vạn trượng, mặc lòng xây cất, chắc chắn chẳng bị sụp đổ. Chúng sanh đầy mạn căn cơ hèn kém, toàn dùng tự lực để ngộ hiểu tâm tánh, đoạn sạch phiền não, hỏng liễu sanh tử, ngàn người chưa được một. Hãy nên y theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật tự lực, đới nghiệp vãng sanh. Đấy là pháp môn vạn người tu, vạn người đến, thẳng chóng ổn thỏa, thích đáng nhất. Trước hết phải thấu hiểu được nguồn cội của pháp môn này, tầm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức, sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận, các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Nếu chưa hiểu rõ nguyên do của pháp môn này, lại tùy ý nghiên cứu các kinh luận khác và thân cận tri thức các tông để làm bậc đại thông gia và giao thiện căn cho đời vị lai thì quả thật là có như thế. Nhưng muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, sợ rằng có mộng cũng mộng chẳng được. Quang một mực nói thẳng, lòng dạ thẳng tuột, mong sao có ích cho người, cũng chẳng sợ người khác nói tôi vô tri vô thức, chỉ biết niệm Phật. Vì thế, với kẻ hữu duyên đều bảo họ như vậy. Tuy không quen biết ông, nhưng do thầy Liễu Nguyện đôi ba lượt cầu xin nên cũng nói với ông như vậy. Này tôi bảo Hoàng Hóa xã gửi cho ông những sách đã lưu thông, mỗi thứ một bộ. Ông bằng lòng xem thì giữ lại để tự xem, nếu không đưa cho mọi người, người có học vấn biết cung kính xem thì cũng rất tốt, chẳng ép ông phải xem. Nếu muốn thỉnh để tặng cho người khác thì cũng có thể tự thỉnh từ Hoàng Hóa xã. Những sách do Hoàng Hóa xã đã thỉnh từ bên ngoài chỉ tính tiền giấy và tiền công thợ in, hết thảy chi phí khác đều chẳng tính vào đó. Nếu không biết, hãy hỏi Khanh Đoàn sẽ tự biết rõ. Gần đây tai họa khôn lường, nếu có thể trí tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Mong đem những lời này nói với hết thảy mọi người thì lợi ích lớn lắm. 43. Thư trả lời cư sĩ Quách Giới Mai, hai lá thư, năm Dân Quốc 20, 1931. 1. Nhận được thư và bộ vụ bổng tùng đàm, biết các hạ có lòng với thế đạo nhân tâm, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Nói đến những chuyện ngoa truyền trong cõi tục, nói chung là do thiện căn cạn mỏng, ác nghiệp sâu nặng mà ra. Người cõi tục trong làng quê vô tri, chỉ muốn chết đi chẳng chịu tội, có tiền xài. Đến nỗi, có kẻ tục tăng không hiểu giáo lý, ngụy tạo kinh thọ sanh khớp với điều họ ưa chuộng, thành ra những kẻ vốn sẵn lòng hèn kém tham tiền và chỉ cầu tự lợi, bèn chẳng tiếc nhiều tiền bạc để trả nợ tiền thọ sanh, lại còn gửi kho để mong chết đi được thọ dụng. Chẳng biết thọ sanh tùy nghiệp, tùy thuộc nghiệp thiện hay ác, há có thể nhờ tiền để chuộc mạng nơi các quan ở âm tào ư? Lúc còn sống chịu tu thiện thì chết đi sẽ tự được thọ dụng. Nếu chẳng tu thiện, dẫu con cháu vì người đã mất ấy đốt y phục tiền tài cũng chẳng thọ dụng được, sẽ bị kẻ mạnh bạo có sức mạnh cướp đoạt mất. Đây là nói về người bình thường,
chẳng biết niệm Phật. Nếu là người niệm Phật, lúc sống nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lầm trùm sẽ tự được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, liễu giải thoát tử siêu phàm nhập thánh. Sao chẳng cầu sanh Tây Phương, chỉ mong chết đi làm quỷ vậy? Đúng là chẳng biết tự trọng, toàn tính làm chuyện thấp hèn. Toàn tính làm chuyện thấp kém, muốn vĩnh viễn ở trong việc khổ sanh tử, chẳng muốn thoát lìa. Sao mà ngu cùng cực đến như thế? Lại nữa, hàng nữ nhân thường nghi sanh sản là có tội, hàng tăng sĩ kém cỏi vô trì, bèn ngụy tạo huyết bổn kinh, huyết bổn sám. Nữ nhân nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, ai nấy đều muốn niệm huyết bổn kinh, lại huyết bổn sám phá huyết hồ. Đúng là lấy trò đùa của trẻ con để làm căn cứ diệt tội thoát khổ, đáng than quá đỗi. Cái tội của nữ nhân là ở chỗ phạm lỗi, chẳng hiếu với cha mẹ và bố mẹ chồng, chẳng kính trọng chồng, chẳng đối xử nhân hậu với tôi tớ, chẳng dùng thiện đạo để dạy con, và chẳng tắm rửa đúng lúc. Nếu do trí thành cung kính niệm Phật để mong tiêu diệt nghiệp xưa, tẩy lòng rửa ý, chẳng tạo tội khiên về sau nữa, do xa bà giấy động lắm tội khiên, bèn quyết chí vãng sanh Tây Phương, đấy mới là chánh lý. Sao chẳng sám hối tội lỗi trong tự tâm, mà chuyên dựa vào ngụy kinh để sám diệt tội lỗi vậy? Đã tin Phật là bậc cứu độ, sao chẳng niệm kinh Đại Thừa do Đức Phật đã nói, như kinh Kim Cang, Di Đà Kinh, Tâm Kinh, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Pháp Hoa Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, vân vân, để mong diệt tội tăng phước. Diệm khẩu là pháp trọng yếu để cứu vớt cô hồn, lại ngược ngạo chẳng tin, xúm nhau phá huyết hồ, phá địa ngục, coi đó là những Phật sự không thể không làm. Chính mình chẳng được lợi ích chân thật, đâm ra làm cho kẻ hiểu lý thế gian, nhưng không biết Phật Pháp, tưởng đó chính là Phật Pháp. Do đó nảy sanh được mọi lời lẽ, bám pháp bừa bãi, còn tự cho là đúng, những kẻ mù quáng đâm ra tôn phụng những ý kiến sai lạc ấy, coi như quần thước. Như trong cổ văn, qua bài văn viết sau cuốn Hành Hiếu Truyện của Lưu Vũ Trù, của Lưu Bá Ôn, đủ thấy kẻ ngụy tạo huyết bổn kinh tội lớn ngập trời. Đối với người niệm Phật, thì lầm chung mọi người đồng thanh niệm Phật, khiến cho người ấy trách nhiệm rõ ràng, liền được theo Phật Pháp sanh. Cần gì phải đối trước thần thổ địa dân cơm 3 ngày, để mong họ đối xử nương tay với người chết, chẳng trị tội khắc nghiệt, đúng là trở thành kẻ si vậy. Nhưng người đã được đại tổng thống tuyển dụng, người ta có còn phải hướng về cảnh sát cầu xin rộng lòng, hậu đãi hay chăng? Há chẳng phải là lời lẽ tức cười đó ư? Chúng sai nghiệp nặng chúng sâu, phàm đà pháp do Phật Bồ Tát Thiện Tri Thức đã nói, thì phần nhiều chẳng tín phục, còn những pháp do tả ma ngoại đạo nói, thì lại như ruồi bâu theo hơi thối, xuống xít như kiến bu, chim đậu ủa nhau ủa theo. Xét đến kết quả, nếu được phước báo nhân thiên nhỏ nhoi, đã là muôn vàn may mắn rồi. Phần nhiều coi tà đạo là Phật Pháp, chê Phật Pháp là tà đạo, dấu hút trong đời này chẳng vướng phép nước, thì chết đi sẽ vĩnh viễn đã trong địa ngục, vạn người chẳng sót một ai, chẳng đáng buồn ư. Nguyện các họ lớn tiếng kêu gào, để họ được tỉnh giấc mộng. 2. Giờ sách xem qua loa, chơi thẻ đọc kỹ, đã thấy trong ấy cũng có lắm chỗ lầm lẫn, còn những điều khác tôi chưa để ý đến. Nơi trang 22, trong dòng 3 và dòng 4 ở cuối trang, viết chữ tình của từ ngữ tình trạng thành hình là đã bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Tình là tâm thức, còn trạng là hình tướng. Đây có lẽ là vì không nhớ rõ mà ra. Lại nữa, trong trang ấy và trang kế đó, chữ hồi trong đơn hồi phần nhiều bị viết sai thành huỳnh. Ở đây là do người sắp chữ không chú ý, người rào tránh cũng không duyệt kỹ, nên rào tránh lại sửa cho đúng thì in lần sau mới có lợi ích lớn. Hơn nữa, phàm là trong văn bạch thoại, hễ dẫn kinh Phật hay sách nho, trước hết nên trích nguyên văn rồi mới dùng từ ngữ bạch thoại để diễn giải thì có căn cứ rõ ràng, người đọc dễ lãnh hội. Nếu dùng ngay văn bạch thoại để nói, tuy vẫn có lợi nhưng người ta khó lòng chấp nhận. Do vậy mới nói, ngôn nhi vô văn, hành chỉ bất viễn, nói năng không có sắc thái văn chương thì không lan truyền được xa. Gần đây, Quang Bì đủ mọi chuyện bận bịu, chả thể vì các hạ nhọc công, dò theo từng hàng mực được. Nhưng cái tâm rào tránh cố nhiên là ân cần thiết tha, vì thế trình bày đại được một hai điều vậy. 44. Thư trả lời cư sĩ Tề Dục Tu, năm Dân Quốc 20, 1931. Bài văn của Phật Quang Xã
Ý nghĩa dường như chấp nhận được, nhưng văn từ hơi vụng về, chưa trau chuốt. Thầy Dịch và ông đều cho là hay. Chắc là vì tình người yêu mến, dù văn không hay, nhưng vẫn cho là hay đó sang. Đó chăng? Và Niên nói đến chuyện quỳ y, rất sợ sau này ông sẽ hối hận nên chẳng dám chấp thuận. Này tôi lại nói, chỉ đành đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, đến khi biết kỹ càng là lầm lạc, thì chẳng ngại gì coi nhau như người đi đường, hoặc chống đối lại vị thầy đã từng theo đuổi cũng chẳng sao cả. Này đã pháp danh cho ông là Huệ Mậu, nghĩa là dùng trí huệ để tự cố gắng, khích lệ người khác cố gắng, mong sao giữ vẹn lương thường, chọn đạo, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin phát nguyện, chỉ danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu thật sự làm được như thế, thì chẳng cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạn tánh linh của chính mình, là bậc hướng đạo trong một làng, làm kim chỉ nam cho hàng hậu học, may mắn nào hơn. 45 thư gửi tiên sinh Thích Hữu Khanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước, Trần Dự Đường gửi thư cho biết hai cha con ông đều muốn quy y, xin đặt pháp danh và dạy pháp tác tu hành. Lại nói ông giỏi nghề y và địa lý, bẩm tánh nhân hậu, con cái ông giữ lòng trinh lương tu hành. Nay con cái ông đã đón ông đến am cô ta tu hành, ông đã 70, tháng ngày chẳng còn nhiều, hãy nên sốt sắng sanh lòng tin phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, phạm những chuyện lo toan trong gia đình và chuyện của con cháu để nên gác ra ngoài. Giả sử ta ngoài 60 liền chết, thì không phải là con cháu ấy vẫn sống bình thường hay sao? Nay ta chỉ quan tâm niệm Phật để liễu sanh tử, bọn họ đã chẳng thể liễu sanh tử thay cho ta được, ta há có nên vì họ mà làm hỏng đại sự của ta chăng? Nếu nghĩ được như vậy, tự nhiên sẽ có thể nhất tâm niệm Phật. Con gái ông là Mai Cúc, giữ lòng trinh tu hành, đón ông về am, đôi bên giúp đỡ nhau cùng tu tịnh nghiệp, ngõ hầu cùng sanh Tây Phương. Phải biết trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, nhưng đều phải đạt đến nghiệp tận tình không mới có thể liễu sanh thoát tử, khó cũng như lên trời. Hiện thời trên cả thế giới sợ rằng cũng có mấy người làm được. Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận là ai, đều chắc chắn được vãng sanh Tây Phương liễu sanh thoát tử. Chỉ có kẻ chẳng sanh lòng tin, chẳng phát nguyện là không thể vãng sanh. Nếu có lòng tin thật sự nguyện thiết tha, không một ai chẳng được sanh. Một pháp này chính là hoàn toàn cậy vào Phật tử lực gia bị tiếp dẫn vậy. Ví như ngồi trước tàu thủy to vượt biển, nhờ vào sức tàu chứ không phải là bản lãnh của chính mình. Hai cha con ông nên thuận theo lời tôi, thì chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Này đã pháp danh cho ông là Đức Khánh, ông tên là Dư Khánh, điều vui mừng có thừa, ấy chính là điều vui mừng trong thế gian. Này niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là lấy Phật Đức để nương về, đấy là điều vui mừng mà ngoài Đức Phật ra chẳng ai tuyên nói được. Mai Cúc có pháp danh là Đức Tịnh, nghĩa là dùng ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh để niệm Phật, mong vãng sanh tịnh độ, vĩnh viễn lìa các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui. Ấn Quang Văn Sao ra ngôn lục, chắc là có người đã tặng cho ông, hãy nên đọc kỹ đi theo đó mà tu. Nếu không có, nên gửi thư sang Hoàng Hóa Xã của Chùa Báo Quốc ở góc đường Hộ Long và xuyên tâm để thỉnh. Nay tôi gửi kèm theo một bản danh sách để ông tự xem hoặc cho người khác xem. Lại nữa, bà họ Thích nhà ông Nguyễn, nhà họ Nguyễn chắc cũng là em gái ông, nay đặt pháp danh cho bà ta là Đức Chánh, nghĩa là quyết định niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ấy là con đường chánh đại quang minh nhất để liễu sanh thoát tử. Đừng nghe những tà tri tà kiến luyện đan vận khí cầu trường sanh và trả nợ tiền thọ xanh gửi kho cầu làm quỷ của kẻ thiếu hiểu biết, để rồi uổng mất công phu, đánh mất lợi ích thật sự. Những lời vừa nói trên xin hãy bảo cho bà ta biết, nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống được 70 tuổi xưa nay hiếm, chính là câu nói vào thời Đường từ hơn 1.000 năm trước. Người 70 tuổi đừng coi thường, hờ hững chuyện niệm Phật thì mới có thể quyết định được vãng sanh. 46 thư trả lời cư sĩ Đặc Hoài Tân, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã biết lợi ích của việc niệm Phật thì từ dày hãy nên gắng công hơn để tự được nhất tâm. Nhưng một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp tín nguyện hạnh, chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh.
Nếu đầy đủ lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật tử lực để vãng sanh. Những người tu hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng lấy chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu, đấy gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn. Vậy vì sao? Vì ngộ đến cùng cực, nhưng nếu chưa đoạn hết sạch phiền não, vẫn là cả luân hồi trong lục đạo. Nếu được vãng sanh, so với những chuyện ngộ đến mức cùng cực nhưng chưa đoạn phiền não, nhìn chưa đoạn phiền hoặc, lẽ cao thấp khác biệt dường như trời với vực. Ông muốn sớm biết cá nhân mầu nhiệm thì cũng là cái tâm tốt lành, nhưng cũng là do chẳng hiểu sâu xa pháp môn tịnh độ nên nói chuyện tu hành ngoài rìa. Ông hãy chết lòng chọn ý niệm đi, sẽ tự được lợi ích chân thật. Nhưng chính mình đã may mắn nghe được pháp này, đỡ nào chẳng làm cho cha mẹ, anh em trai chị em gái, vợ con bè bạn và hết thảy mọi người đều cùng nghe, cùng tu, cùng được vãng sanh ư? Cư sĩ Giác Tam xưa có huệ căn, vừa nghe ông nói đến tịnh độ và đọc văn sao A Sĩ Toàn Thư, liền có thể tiếp nhận phụng hành, nhưng vẫn lấy chuyện chưa gặp được quang làm điều tiếc nuối. Đấy vẫn là hiện tượng tin đạo nhưng chưa truyền dốc vậy. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn vừa cực khó vừa cực dễ. Nó là khó thì là do vì bậc đại triệt đại ngộ thâm nhập kinh tạng còn chẳng tin được. Nó là dễ là do vì ngu phu ngu phụ trí thành khẩn thiết niệm để có thể lúc lâm chung hiện tướng lành, vãng sanh Tây Phương. Những vị đại triệt đại ngộ thông hiểu sâu xa kinh luận kia còn chẳng mong ngang vai bằng đứa với họ. Ấy là vì một đằng bỏ Phật lực, chuyên cậy vào tự lực, một đằng chuyên cậy vào Phật tử lực. Lấy Phật lực dẫn phát tự lực, do Phật lực pháp lực sức sẵn có trong tự tâm, ba pháp khế hợp nên được siêu phàm nhập thánh liễu sành thoát tử. Pháp này quan trọng nhất là tín nguyện. Có tín nguyện sẽ chắc chắn chịu tích cực tu trì. Chịu tu trì thì được lợi ích vãng sanh. Chẳng giống như thiền tông mật tông, phải thường có thiện trí thức chỉ dạy, nếu không sợ rằng sẽ đi vào đường ma, ngay cả Đức Phật cũng khó cứu. Nhưng hành theo lời Quang đã nói, chắc chắn chẳng bị nguy hiểm và chẳng lo không được lợi ích thật sự. Nếu cư sĩ Giác Tam tuổi trẻ, nhà giàu, thời cuộc thái bình thì xuôi nam cũng được, đã vừa già vừa nghèo, lại nhắm lúc loạn lạc, thì cứ đi đâm ra có chướng ngại lớn cho sự tu trì. Đấy chính là dấu vết thật sự của chuyện chẳng hành xử thuận theo địa vị vậy.